SEA Games 31 môn bóng đá nam đã bước vào giai đoạn cuối vòng bảng. Lúc này bảng xếp hạng tại hai bảng đấu đã không có nhiều sự bất ngờ, khi các đội tuyển mạnh gần như sẽ có vé vào bán kết. Ở bảng A, lần sự góp mặt của U23 Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Sau chiến thắng trước U23 Myanmar mới đây, chúng ta đã có được ngôi đầu bảng cùng với cánh cửa đi tiếp rộng mở. Ở trận đấu cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối đầu với U23 Timor Leste. Chỉ nghe tới đây thôi, có lẽ chúng ta đều nghĩ một chiến thắng dễ dàng sẽ gọi tên đội chủ nhà. Nhưng bất ngờ luôn xảy ra trong bóng đá. U23 Việt Nam khả năng cao sẽ có trận đấu mang nhiều tính thủ tục trước U23 Timor Leste. Nhưng nếu chủ quan, ngày 15 tháng 5 tới có thể chứng kiến trận đấu thảm họa của những chiến binh sao vàng. Hành trình của U23 Timor Leste tại môn bóng đá nam SEA Games 31 có thể nói đã khép lại. Sau 3 trận đá qua, thầy trò huấn luyện viên Fabio Martial toàn thua và để thủng lưới tới 11 bàn. Timor Leste vốn chưa bao giờ được đánh giá cao ở khía cạnh bóng đá. Từ lâu, đội tuyển bóng đá nước này luôn bị xem là yếu nhất khu vực. Đội tuyển quốc gia tới U23, viễn cảnh để U23 Timor Leste có thể lọt sâu tại một giải đấu là một điều rất khó xảy ra. Tại SEA Games lần này, U23 Timor Leste còn đối mặt với lịch thi đấu được xem là dày nhất so với các đội. Từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, đội tuyển có biệt danh là mặt trời mọc đã phải thi đấu đến 3 trận, mật độ là 2 ngày một trận. Huấn luyện viên Fabio Maciel đã phải than trời với lịch thi đấu như vậy. Và với đội hình không có cầu thủ nào thực sự nổi bật, U23 Timor Leste vẫn chưa thể tìm được bất kỳ một chiến thắng nào. Có lẽ mục tiêu một đoàn thể thao U23 Timor Leste tại SEA Games lần này chỉ là cọ sát và giao lưu thôi, khi họ vẫn chưa thể giành được bất kỳ tấm huy chương nào. Nói như vậy để thấy, khả năng trận đấu U23 Timor Leste gặp U23 Việt Nam, họ cũng không còn nhiều quyết tâm để thi đấu. Tuy vậy, thầy trò huấn luyện viên Fabio Martial hoàn toàn có thể thi đấu một trận đấu với một tâm thế thoải mái. Cần phải nhớ rằng, U23 Timor Leste từng khiến U23 Myanmar, đối thủ mà chúng ta rất vất vả để đánh bại, phải bở hơi tai với chiến thắng nhọc nhằn 3-2 được xác định ở những giây cuối. Tuy vậy, thì U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo nằm ở vị thế khác. Chính huấn luyện viên Fabio Martial từng thừa nhận sau khi chứng kiến U23 Indonesia thất bại trước U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đã cho thấy họ là đội mạnh như thế nào sau chiến thắng 3-0 trước U23 Indonesia. Đó là một đội bóng giàu thể lực, tốc độ, thi đấu gắn kết. Họ có nhiều cơ hội dẫn đầu bảng nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự nhắm mắt cũng tìm được một cầu thủ giỏi. Họ đang sở hữu một thế hệ đầy tài năng. Dù rằng khá tự tin trước giải đấu này, khi ông Fabio Martial cho rằng đội bóng của ông đủ sức mạnh cạnh tranh với U23 Indo và U23 Việt Nam để góp mặt tại bán kết SEA Games. Tuy nhiên, những vấn đề về lịch thi đấu, Covid và tất nhiên là sự chênh lệch về mặt trình độ đã đưa U23 Timor Leste trở về đúng vị thế. Bước vào trận đấu cuối với lại Việt Nam, có lẽ Fabio Martial và các học trò sẽ cống hiến hết mình cho người hâm mộ nước nhà để có được điểm số danh dự rời giải. Bộ mặt của U23 Timor Leste vào ngày 15 tới có lẽ sẽ rất khác. Nếu U23 Timor Leste bước vào trận đấu cuối cùng với tâm thế thoải mái, thì họ sẽ đối đầu với một đội tuyển có tâm lý còn thoải mái hơn, đó là U23 Việt Nam của chúng ta. Chiến thắng tối thiểu trước U23 Myanmar mới đây đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được 7 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng A. Sau 3 trận đã qua, đội chủ nhà thể hiện đúng với đẳng cấp của những nhà đương kim vô địch giải đấu. U23 Việt Nam đã không tốn nhiều sức lực để thi đấu vượt trội với những đối thủ được đánh giá cao khác cùng bảng đấu như là Indo, Myanmar hay là Philippines. Có lẽ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ kết thúc giai đoạn vòng bảng với thành tích bất bại. Vì trước U23 Timor Leste ở trận đấu cuối cùng, bất ngờ là điều khó xảy ra với đội khách. Thật vậy, U23 Timor Leste bị đánh giá yếu nhất giải này và U23 Việt Nam cũng đang có được đôi chân không nhiều áp lực. Bởi viễn cảnh và bán kết đang rộng mở với U23 Việt Nam. Nếu thắng thầy trò Fabio Martial, U23 Việt Nam sẽ vào bán kết với tư cách đội nhất bảng mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu còn lại. Trường hợp nếu chỉ có trận hòa vào ngày 15 tới, U23 Việt Nam sẽ nhất bảng nếu cặp đấu còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Nhưng nếu U23 Myanmar và U23 Indonesia phân định thắng bại, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ nhì bảng. Ngoài ra trường hợp tệ nhất là U23 Việt Nam thua U23 Timor Leste với cách biệt lớn hơn 3 bàn. Đồng thời U23 Myanmar và U23 Indonesia hòa. Khi đó 3 đội sẽ cùng có 7 điểm, nhưng U23 Việt Nam sẽ bị loại do kém hiệu số. Còn nếu U23 Việt Nam thua với cách biệt 3 bàn trở xuống thì đồng thời U23 Myanmar và U23 Indonesia hòa. Chúng ta sẽ vào bán kết với vị trí nhì bảng B do hơn về hiệu số. Chung quy lại thì U23 Việt Nam vẫn rất sáng cửa vào bán kết, vì chỉ hòa đội U23 Timor Leste là có thể đi tiếp rồi. Tất nhiên Park Hang-seo của các học trò muốn chắc suất với ngôi đầu bảng bằng một chiến thắng để tiến vào bán kết, và đó cũng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn của chúng ta. Không cần phải nói cũng biết U23 Việt Nam có thực lực, phong độ và đẳng cấp vượt trội so với U23 Timor Leste. Những chiến binh sao vàng đang bay cao cùng 3 tuyển thủ đội tuyển quốc gia là Hoàng Đức, Tiến Linh và Hùng Dũng, những cầu thủ từng thi đấu ngang ngửa với các cầu thủ hàng đầu châu lục. Ngoài ra, sự nổi lên của những cánh chim lạ như Lê Văn Đô giúp cho lối chơi của U23 Việt Nam đa dạng và khó bị bắt bại. Chính Lê Văn Đô là người có tình huống kiến tạo thông minh để Hùng Dũng đặt lòng tinh tế, giúp chúng ta vượt khó trước U23 Myanmar. Dù vậy, thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất cẩn trọng trong bài phỏng vấn sau trận đấu. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ các cầu thủ U23 Việt Nam hiểu chiến thuật nhưng lại phối hợp không tốt. Tôi nghĩ đây là cơ hội để các cầu thủ trưởng thành hơn. Không biết trận đấu gặp U23 Timor Leste sắp tới họ có chơi phòng ngự hay không, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất trong tấn công. Dù thắng U23 Myanmar, nhưng mà thực sự mà nói thì đội chơi không tốt và không chỉ riêng hiệp 1. Có nhiều lý do, nhưng nhìn chung thì các cầu thủ chuyền bóng không tốt, chạy chỗ không tốt. Một số tình huống cuối thì cầu thủ vội vàng, dẫn đến mọi thứ không tốt. Tôi nghĩ cả trận đấu này như vậy và tôi không hài lòng." Ta đều biết rằng huấn luyện viên Park luôn rất nghiêm khắc trong việc cầm quân nảy mực. Nhiều người nhận định rằng lứa U23 Việt Nam lần này không thể so sánh được với lứa 3 năm trước để đạt tấm huy chương vàng. Điều đó có thể đúng, có thể sai. Chúng ta không thể phủ nhận các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam đều đang nỗ lực để mang về vinh quang cho nước nhà. Và với những Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh, những người đã được hưởng vinh quang bên cạnh sự nghiêm khắc chuẩn mực của thầy Park, các cầu thủ này sẽ ngày một trưởng thành hơn để giành lấy tấm huy chương vàng, hay xa hơn là trở thành tương lai của đất nước. Đó là câu chuyện của tương lai. Ngày 15 tới, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Timor Leste ở trận lượt đấu cuối. Dù được đánh giá cao đối thủ, nhưng cần nhớ rằng tại vòng chung kết U23 Đông Nam Á cách đây 2 tháng, U23 Việt Nam phải rất vất vả mới có thể đánh bại U23 Timor Leste tại loạt đấu súng sau khi để hòa không đều trong trận bán kết. Nói như vậy để thấy bất ngờ luôn trực chờ xảy ra trong bóng đá, và huấn luyện viên Park Hang-seo cần giữ được sự tập trung để đạt được mục tiêu vào ngày 15 tháng 5 tới. U23 Timor Leste và U23 Việt Nam, một cuộc chiến không cần sức. U23 Việt Nam chúng ta có khả năng cao sẽ giành lấy được chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm trước đối thủ. Tuy vậy thì U23 Timor Leste hoàn toàn có thể gây bất ngờ khi tâm lý của họ đang rất thoải mái. Tất nhiên điều đó khó có thể xóa nhòa sự chênh lệch về tương quan lực lượng giữa cả hai. Nhưng để có thể vào bán kết và từng bước bảo vệ tấm huy chương vàng, U23 Việt Nam cần giữ được cái đầu lạnh trong từng trận đấu. Và ngày 15 tháng 5 tới sẽ là nơi để người hâm mộ chúng ta kiểm chứng điều đó. Đó là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Nếu thấy video hay và bổ ích, đừng quên để lại, like, share và subscribe để ủng hộ cho tụi mình nha. Ngoài ra cũng đừng quên đón xem trận đấu giữa U23 Timor Leste và U23 Việt Nam để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà nha. Mình là BLV Mai Anh Tài. Xin chào và hẹn gặp lại.